Sau khi hoàn thành mục tiêu 100% số xã về đích nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Tam Nông tiếp tục chỉ đạo các xã trên địa bàn củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Tuyến đường từ khu 5 đi khu 6 của xã Tể Lễ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 4 năm 2023 với chiều dài 1,7 km, tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống lụt bão. Quá trình thi công đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ 50 hộ dân với hơn 5.000 m2 đất canh tác và đất thổ cư được nhân dân tự nguyện hiến để làm đường. Là tiêu chí về giao thông thì hiện nay đang được Ủy ban tỉnh, Ủy ban huyện quan tâm đầu tư các tuyến đường giao thông và các hạng mục công trình. Đồng thời Ủy ban xã cũng đã huy động sức dân rồi làm các công trình dân vận như là sân vận động, rồi chỉnh trang đường làng ngõ xóm, rồi lắp đèn đường, rồi các thiết chế để đảm bảo cái tiêu chí số 2. Thì phấn đấu tiêu chí số 2 về giao thông thì sẽ phấn đấu cuối năm 2023 sẽ đạt. Để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thực hiện chỉ đạo của huyện Tam Nông, các xã đã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh, chuỗi liên kết gắn với chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm. Cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao các cái tiêu chí nông thôn mới đã đạt, huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, vận động, tuyên truyền người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường, nông thôn tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tạo tiền đề để huyện Tam Nông hoàn thành cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2023.